Chào các bạn đang theo dõi kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình mới vừa hoàn thành xong một cái chuyến tour ngày 2 tháng 9, thì đi được khoảng 1.000 mấy trăm cây á. Nói chung thì đi đường thì các bạn biết là mùa này mùa mưa, cho nên là không tránh khỏi cái vấn đề mà mưa rồi đường mà sình lầy cát đất. Thì đó, bây giờ mình sẽ quay sơ về cái xe của mình sau khi mà hết cái tour cho bạn xem ha. Đây nè, bánh thì mình chạy á, bị mà xe tải á, người ta lấn á, cho nên là vô tới trong lề, trong trong đất sình luôn, thì nó dính đất như vậy. Mâm đồ thì cũng dính bụi đồ rất là dơ. Đối với nhiều bạn mà xài cái xịt sên mà nó có cái độ văng á, thì cái mâm này nó sẽ dơ hơn nữa, thì các bạn sẽ chà rửa rất là cực. Thì tí xíu mình sẽ hướng dẫn, sẽ giới thiệu với các bạn một cái dòng sản phẩm mới của hàng Sunat, có thể là rửa được cái mâm, cái vỏ này của mình luôn ha. Và bây giờ mình sẽ quay sơ cho các bạn xem mà cái độ dơ của xe mình trước khi rửa, và tí xíu nữa sau khi rửa thì nó được sạch như thế nào. Bữa nay thì mình ráng tranh thủ hết sức, là buổi chiều mình mới vừa làm hàng xong, ship hàng cho các bạn rồi. Và bây giờ mình sẽ tiến hành là rửa cái xe của mình. Thì rửa cái này là phải tháo phần nhông nè, phải tháo cái quýt ship ra một bên rồi mới bắt đầu tháo được cái nắp nhông ra rửa. Chiếc xe của mình thì nó rất là đơn giản, nhưng mà chỉ có một cái phần ở trong này thì nó khá là khó rửa nè các bạn. Thì tí xíu mình sẽ sử dụng chai Sonat Cleaner để có thể là vệ sinh nó một cách mà dễ dàng nhất. Còn về cái phần mà cùm công tắc này thì hôm bữa mình đi mưa, rất ok, không có vấn đề, không có bị lỗi gì hết. Chỉ cần các bạn rửa xe, không cần không không xịt trực tiếp vào nó là ok. Còn ví dụ như mà có nước ướt thì vẫn không có vấn đề gì. Thì mình cũng muốn test thử coi là cái độ bền của nó như thế nào ha. Chứ còn đời trước thì có nhiều bạn nói là cái cùm này nó hay bị vô nước rồi nó bị chạm, bị mát gì đó. Xe BMW này thì mình đánh giá là đi thì nó cũng không có dơ nhiều đâu, nó chỉ dơ một phần nào đó ít thôi. Còn cái lưới mà che cái cát nước với cát dầu nè, nó giữ lại hết hầu như là tất cả đất ở ngoài nè, các bạn nhìn nè. Ở bên trong những cái mà lá nhôm thì nó không có bị đọng cát ở trong đó ha. Rồi cái lưới che này mình thấy là rất là ok đó. Ví dụ như mà trên cái phần mà ví dụ như trên cái phần mà cát nước này nè, nếu mà mình không che lại á thì đá nó văng vào nó cũng sẽ bị hư, và sình đất nó sẽ bám trực tiếp vào bên trong cái lưới, trong cái lá nhôm thì mình rất là khó vệ sinh, tại vì cái này không thể che được bạn. Chiếc BMW của mình thì cái dè của nó như vậy nè đó, cái bánh nó lộ hẳn ra, các bạn có che dài thêm miếng nữa thì nó vẫn văng bình thường thôi, trừ khi nào nó giống với chính thì mình che xuống phản khúc như vậy thì nó sẽ không văng. Còn về cái phần phuộc này thì cái bảo vệ phuộc này mình cũng không có bán nha, cái này thì cũng mua từ nước ngoài về thôi đó. Các bạn thấy là cái độ mà bảo vệ phục của nó rất là ok, không có dơ, không có vấn đề gì hết. Thì cái sản phẩm mới mà mình mới vừa nói với các bạn mà rửa mâm bánh vỏ nè, có thể là sử dụng rửa được cái phần mà dĩa này luôn nha, đặc biệt là nó rửa được dĩa và rửa cái lốc máy nhôm đó. Lưu ý là mình sẽ giới thiệu, mình hướng dẫn các bạn thì các bạn làm cho đúng nha. Ví dụ như mà cái lốc máy mà của em đúp mình nè, cái này người ta có xi mạ nè, thì mình không sử dụng sản phẩm đó trên những cái phần này đó. Như cái nhôm này à, mình sử dụng được nè, nhưng mà ở ngoài cái mặt này mình không sử dụng được. Trên cái con trên trên cái cơ cái phuộc này, cái phần này mình cũng không sử dụng được nè. Mình chỉ sử dụng nè trên phần sơn bóng, trên mâm nè, dĩa nè, rồi trên cái lốc máy nhôm đó thì mình sẽ sử dụng được. Rồi trên cái gác chân nè, gác chân này thì nó có xi nè, không sử dụng được nè đó. Rồi trên cái phần gấp này mình có thể là sử dụng được. Thì sản phẩm các bạn biết là mỗi một cái sản phẩm nó sẽ phù hợp với lại từng phần khác nhau đó, cho nên là mình phải xài sao cho nó đúng cách. Còn ví dụ như mà nước rửa xe Sonat á, thì nó an toàn cho mọi bề mặt xe hết, ok, không có vấn đề gì hết. Sẵn mình nói thêm với các bạn là có bạn thắc mắc là mình nghe mình nói ốp máy, cái lốc máy của BMW bị chảy nhớt là như thế nào. Cái lốc máy nguyên zin của người ta không bị chảy nha các bạn. Hôm bữa các bạn nào xem clip của mình thì chắc biết là mình có ốp cái ốp T-Red để bảo vệ cái lốc máy này khi mà lỡ nó ngã nó không bị hư. Nhưng mà cái ốp đó lại không dành cho cái chiếc xe này của mình. Đó. Hàng như thế nào thì mình cũng chả biết nữa. Cho nên là khi mà gắn vào á, thay ốc khác không phải là ốc zin thì nó bị rò rỉ nhớt nha. Rồi xong rồi mình trong lúc mình đi tour bị như vậy thì mình đã nhờ bạn lên nhà lấy bộ ốc zin ship lên cho mình. Rồi mình gắn và mình đã chạy tour về. Thì trong cái chạy tour thì mình đã có làm video clip, mà trong cái cuộc hành trình thì mình có test cái tốc độ của xe.
thì chạy nhanh nhưng mà nó vẫn không có bị một miếng nhớt nào rỉ ra hết nha các bạn. Quay sơ cho các bạn xem là trước khi rửa nè, tí xíu nữa sau khi rửa thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Và hôm nay có một cái sản phẩm mà đánh bóng cực kỳ mới dành cho cái bề mặt sơn đó, nó sẽ hạn chế bám bụi và có hiệu ứng cánh sen. Hiệu ứng cánh sen này cực kỳ là ok nha. Nó không phải giống như là nước rửa xe. Nước rửa xe là hiệu ứng cánh sen, nó cũng vẫn còn động ở trên bề mặt, nhưng với sản phẩm đánh xịt đánh bóng mới này của mình thì khoảng 99% nước không có động trên bề mặt. Tí xíu nữa mình sẽ rửa xong để khô ráo rồi mình sẽ sử dụng sản phẩm đó, và ngày hôm sau mình sẽ test cho các bạn coi về cái hiệu quả của sản phẩm cũng như là cái cách sử dụng. Thì nói chung thì cái này mình mới vừa nghiên cứu cái quảng cáo thôi, cái hướng dẫn sử dụng thôi, chứ chưa có test thử cũng như là cái chai mà mình sắp giới thiệu với các bạn là về cái mâm nè. Thì sẵn đây mình sẽ quay luôn cho các bạn xem. Chai Sonat Dinner để rửa máy này thì nhiều bạn biết rồi ha. Và đây là cái sản phẩm mà mình mới vừa nghiên cứu, mình mới vừa tìm hiểu. Thì cái chất lượng nó như thế nào thì tí xíu nữa mình sẽ xài thử coi nó như thế nào ha các bạn. Rửa xe thì không thể nào mà thiếu chai nước rửa xe Sonat này rồi. Thì tầm khoảng chắc khoảng 1-2 tháng gì nữa đó, mình sẽ có một cái chai Sonat y chang như vậy luôn nha các bạn, chất lượng hoàn hảo y vậy. Nhưng mà một cái bình của nó là được khoảng 5 lít, thì phù hợp với những cái bạn mà mở tiệm rửa xe hoặc là mình rửa xe nhiều, nhà mình có nhiều xe hoặc là rửa ô tô thì mình mua cái chai này thì mình rửa nó rất là mau hết. Thì bây giờ mình sẽ có cái chai 5 lít luôn. Và chai này là sản phẩm của nó đậm đặc y như là chai 1 lít này nha. Chứ còn bây giờ trên thị trường nó cũng vẫn có cái chai Sonat là 5 lít, nhưng mà cái chất lượng của nó là rất là lỏng. Còn cái chai mà mới của Sonat bây giờ là cái chai nó đặc y chang cái chai này luôn các bạn. Đó, thì mình khi nào mình có hàng thì mình sẽ giới thiệu với các bạn sau ha. Còn bây giờ rửa xe thì mình đầu tiên muốn rửa xe thì các bạn lắc đều cái chai này lên trước. Mỗi lần rửa xe bạn nhớ lắc đều nha. Sau đó mình sẽ đong một nắp này cho 5 lít nước rồi mình rửa xe bình thường thôi. Và mình rửa trên mọi bề mặt nha các bạn. Lưu ý nha. Có nhiều bạn hỏi mình là Sonat rửa trên xe mà sơn nhám được hay không, rồi rửa màu này được không, màu kia được không, thì cái chai này rửa được mọi loại màu và mọi loại xe ha. Bao tay rửa xe thì ở đây mình có hai cái, một cái là mình rửa phần trên và một cái rửa phần dưới nè, để cho cái phần mà nhựa đen của mình nó không có bị trầy. Cũng có vài bạn hỏi là ủa anh Tuấn, anh không sợ trầy xe hay sao mà xe anh không dán? Thì xe mình rất là sợ trầy, nhưng mà mình phải đi mình giữ kỹ như thế nào, mình rửa xe ra sao thì nó mới không trầy được ha. Đó, cho nên là mình cứ xài kỹ lưỡng. Ngoài ra thì mình còn sử dụng thêm nhiều cái đánh bóng khác nhau nữa. Trên cái xe này thì ngày mai mình sẽ có một cái clip test cái sản phẩm mà đánh bóng mới dành cho màu sơn bóng. Đó, thì nó sẽ phủ lên trên bề mặt, gọi là dạng phủ đó. Phủ lên một bề mặt thì nó sẽ tồn tại bền được khoảng 6 tháng theo nhà sản xuất công bố. Thì cái chai này là của Sonat luôn ha, mình cũng tiết lộ cho các bạn biết luôn. Đánh đều lên đó một lớp, xong rồi mình phải để 1 tiếng sau mình đánh phủ thêm một lớp nữa. Nó là thuộc cái dạng giống như là nano vậy đó. Rồi khi mà mình đi như vậy nè, thì các bạn thấy là cái bề mặt nó bám bụi nè, lấm chấm. Thì với cái sản phẩm đó thì nhà sản xuất người ta viết á, là nó sẽ hạn chế được bụi bám ở trên bề mặt cũng như là nước mưa, và nước nó nhiễu bề mặt nó sẽ trôi xuống hầu như là hoàn toàn, rất là ok ha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành rửa xe. Thì trong cái quá trình rửa xe thì mình sẽ chỉ quay cái cách rửa cái mâm này thôi đó. Còn ví dụ như rửa nguyên chiếc xe thì điện thoại mình nó không có đủ pin á, cho nên là mình không có quay ha các bạn. Để kỳ sau, lần sau khi mà mình tháo hết hai cái ốp ra, mình sẽ quay cho các bạn coi toàn bộ cái quá trình mình rửa xe. Bên nâng xe thì có thể là sử dụng cho rất là nhiều dòng xe phân khối lớn. Thì ở đây là cục ốc nâng nè. Các bạn nào mà mua xe phân khối lớn đầu tiên á, thì các bạn sẽ nhìn thấy dưới cái gắp của mình nó sẽ có hai con ốc ở hai bên ngay vị trí này. Có xe thì nằm làm ở ngay đây. Thì các bạn sẽ mua cái cục ốc nâng vừa. Ví dụ như xe của mình ở đây là 10 ly.
10 ly hoặc là 8 ly hoặc là 6 ly thì mình mua đúng cái lỗ ốc mà mình gắn vào để mình ben xe. Cái cách ben thì bây giờ mình sẽ quay hướng dẫn cho các bạn ben ha. Nè, các bạn sẽ để nè cái lỗ của cái ben nè. Đó, nó vô trong cái phần mà của con ốc nâng xe dài hai bên nè. Thì cái xe nó đang nghiêng ha, bạn đang dựng chống nghiêng mà. Thì bây giờ tay mình nè sẽ dựng nè. Đó, tay mình dựng cái dây nâng. Xe phân khối lớn nào cũng có cái dây nâng này hết. Tay mình đây mình dựng cái ben. Đó, thẳng xe lên. Đó các bạn thấy không? Nè, đó, mình thẳng xe lên. Hai bên thì nó đã vô cái cục nâng hết rồi. Đó. Bắt đầu nè, đó, tay này mình ấn xuống. Vậy là mình đã nâng được xong rồi. Nếu như mà bạn nào mà lần đầu tiên mà mới nâng á thì chưa có quen thì cần hai người ha. Còn nếu như mà quen rồi thì chỉ cần một mình là thôi. Bây giờ mình sẽ hạ ben xuống nè. Hạ ben xuống thì một tay mình cũng vịn ở trên xi dây, một tay mình vịn ben lên. Đó, để bánh xe bằng xuống đất này bạn thấy không? Mình vịn nè. Rồi, nghiêng qua. Lưu ý là nhớ là coi cái chống giữa nha. Rồi bây giờ mình sẽ nâng lên lần nữa cho bạn xem. Đó. Rồi, như vậy thôi. Cái ben này thì nó có cái khóa bánh sau này. Các bạn sẽ gạt lại thì nó sẽ không nhúc nhích tới luôn. À, và cái ben ba bánh này mình cũng nói luôn là mình đang bán với giá là 1.300.000 và đi ship toàn quốc. Còn ốc nâng xe thì 8 ly với 10 ly là 450.000, còn 6 ly thì nó là 350.000 một cặp nhé. Ốc nâng là mình phải sử dụng là ốc nâng hàng xịn nha, chứ không có xài ốc nâng dởm. Tại vì nếu như ốc nâng dởm á thì nó sẽ bị gãy khoảng giữa nè các bạn. Thì mình đang nâng như vậy á, nó sẽ gãy ngay chỗ khoảng giữa này, lòi cái con ốc này ra. Còn hàng xịn thì không bị vấn đề đó nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là rửa xe.